Công nghệ cao không chỉ mang lại hiệu quả trong chăn nuôi mà còn mang lại hiệu quả trong trồng trọt. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được các hợp tác xã và người dân đẩy mạnh, nhất là trong sản xuất rau với các mô hình như sản xuất trong nhà kính, nhà màng, nhà lưới, áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm. Và trồng rau thủy canh là một phương pháp lý tưởng của ứng dụng công nghệ cao giúp tạo ra những sản phẩm rau sạch và an toàn. Với diện tích 7,8 ha tại thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Queen Farm là một trong những trang trại nông nghiệp công nghệ cao khá quy mô của tỉnh Thanh Hóa. Một khu nhà lưới diện tích rộng 2.500 m2 được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018 để trồng rau thủy canh. Theo tính toán, mỗi năm trang trại có thể trồng từ 15 tới 17 vụ rau, thu về 350 tấn rau. Nếu chỉ tính giá bình quân 20 triệu đồng một tấn, thì từ rau thủy canh, mỗi năm trang trại cũng thu về trên 4 tỷ đồng. Một trong những yếu tố quan trọng trong trồng rau thủy canh là nguồn nước và công thức pha chế hỗn hợp dinh dưỡng. Nguồn nước ở đây được sử dụng là nước máy sạch, dinh dưỡng được hòa vào nước theo công thức phù hợp rồi tự động dẫn tới các máng trồng. Toàn bộ quy trình sản xuất, thông số dinh dưỡng được các nhân viên kỹ thuật kiểm tra thường xuyên bằng các dụng cụ chuyên dùng, thực hiện điều chỉnh để bảo đảm điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho cây trồng. Vì được che chắn, không phải tiếp xúc với đất, lại được trồng trên máng cao, nên mô hình hạn chế được sự lây lan của sâu bệnh, không phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Thưa quý vị và bà con, đây là hệ thống trồng rau thủy canh đang được áp dụng tại trang trại Queen Farm ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Và đứng bên cạnh tôi đây là anh Thật, đến từ trang trại Queen Farm. Và thưa anh Thật, anh có thể chia sẻ cho khán giả và bà con được biết là trồng rau thủy canh trong nhà kính thì có khó không và cần phải chú ý đến những cái biện pháp kỹ thuật như thế nào để có được những cái sản phẩm rau đạt an toàn và chất lượng đưa ra ngoài thị trường thưa anh? Kỹ thuật trồng rau thủy canh thì thực ra nó cũng không khó, thì tất cả là nó các hệ thống thiết bị đã được lắp đặt sẵn. Nhưng mà cái khi mà trồng thủy canh thì cần chú ý là nhất là vấn đề về tất cả mọi các thông số phải chính xác. Hai nữa là mình cần phải chú ý về cái chế độ dinh dưỡng của cây. Thì tùy từng thời điểm thì có chế độ dinh dưỡng khác nhau. Ba là cái quá trình mà cũng rất quan trọng là hạt giống. Cũng phải hạt giống nó phù hợp với từng thời kỳ thời tiết khác nhau thì nó có rau nó phát triển với đảm bảo được cái phát triển của rau. Nữa là về cái dinh dưỡng thì cái nồng độ dinh dưỡng cũng như là phải đảm bảo, và các dung dịch dinh dưỡng thì phải khi mà mình cung cấp cho cây thì các loại dinh dưỡng này là phải rõ nguồn gốc xuất xứ và phải là các cái nguồn gốc dinh dưỡng là phải có thương hiệu. Một cái vấn đề nữa là về nguồn nước thì nguồn nước là luôn luôn phải kiểm tra các nguồn nước và cái nồng độ dinh dưỡng trong nguồn nước và độ pH trong nguồn nước. Khi mà trồng rau trong nhà kính thì một cái vấn đề rất là quan tâm đấy là cái vấn đề nhiệt độ, chế độ nước tưới ra làm sao để rau sinh trưởng và phát triển tốt. Vậy thì trang trại của mình đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Anh có thể chia sẻ cho khán giả và bà con được biết ạ. Một cái đặc trưng của rau thủy canh là phải trồng trên nước. Thì thứ nhất là cái nguồn nước là phải là luôn được lưu hồi. Đấy, thì thứ hai là cái thời gian là cung cấp nước cho cây là phải liên tục. Thứ ba nhất là những thời kỳ mà thời tiết mà nắng nóng thì là cái thời gian bơm này cũng như là cái số lần bơm cung cấp cho cây thì nó phải liên tục. Thứ một cái nữa là để kiểm soát được cái này nhiệt độ thì thứ nhất là ngoài các hệ thống quạt thông gió thì phải có cái hệ thống làm mát. Khi mà trồng rau thủy canh trong nhà kính như thế này thì nó sẽ có những cái tác động như thế nào trong cái việc mà tạo ra được những cái sản phẩm hướng đến những cái sản phẩm an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng hả anh? Một cái đặc trưng của rau thủy canh ấy, thứ nhất là trong cái môi trường trong nhà kính này hoàn toàn là sạch. Thứ hai nữa là không có sâu bệnh, nên là cái dư lượng thuốc trừ sâu không bao giờ có. Thứ ba nữa là các hệ thống nước mà để cung cấp để trong cung cấp cho cái rau phát triển ấy, thì tất cả là qua xử lý, qua lọc và xử lý thì 100% những cái sản phẩm rau trong nhà kính là rau sạch hoàn toàn, nên là đảm bảo cho cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Trong cái quy trình sản xuất của rau thủy canh thì ngay từ khi bắt đầu là gieo hạt đến lúc thu hoạch thì tất cả là phải được theo dõi liên tục. Vì là quá trình trồng rau thủy canh thì là nó phải cẩn thận hơn rất nhiều so với các loại cây trồng khác. Nên là phải theo dõi thường xuyên từ lúc nó gieo hạt này, khi rau nảy mầm này, rồi đến từng ngày mà rau đưa ra giàn này, rồi đến thời điểm thu hoạch phải theo dõi từng ngày một và có sự ghi chép từng ngày một.
Hiện tại, trang trại có khoảng 20 loại rau ăn lá được sản xuất thành công qua mô hình này. Từ một số loại rau thông thường như rau muống, rau đay, xà lách, rau gia vị, phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đến một số loại rau cao cấp như rau chân vịt, cải Mizuna, cải Tassoy. Không chỉ đa dạng các loại rau thủy canh, trang trại cũng dành một phần lớn diện tích để trồng dưa lưới. Toàn bộ dưa lưới của trang trại được đưa vào trồng là giống dưa lưới Taki có nguồn giống lấy từ Nhật Bản. Dưa lưới ở đây được trồng cho các nhà màng, mỗi nhà tứ bề có lưới ngăn côn trùng, mái thân bằng vải nhựa chuyên dùng có khả năng che mưa gió. Cây dưa được trồng trong các giá thể bầu lớn và được lót bạt cao su nên cây không trực tiếp tiếp đất, tránh côn trùng và sâu bệnh. Hệ thống tưới nước nhỏ giọt, nước được dẫn qua hệ thống ống từ máy tưới đến tận gốc dưa theo đúng mức độ yêu cầu, phân bổ số lần tưới trong ngày theo tuổi cây, theo điều kiện thời tiết. Việc bón phân gồm các chủng loại phân, liều dùng được pha vào hệ thống nước, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng cho cây phát triển tốt nhất. Thật ơi, anh có thể chia sẻ cho khán giả cũng như bà con nông dân được biết là trồng dưa lưới trong nhà kính có khó không và mình cần phải chú ý đến những cái yêu cầu kỹ thuật như thế nào để mang lại năng suất và hiệu quả? Để trồng được dưa lưới trong nhà kính thì mình phải, nhất là mình phải để ý đến, thứ nhất là về giống. Là giống thứ nhất là phải khả năng phải nảy mầm phải là rất là tốt. Thứ hai nữa nó phải phù hợp với khí hậu từng khu vực. Trong quá trình trồng, thứ hai quá trình là ươm mầm cũng rất là quan trọng. Là khi quá trình ươm mầm thì ta cũng phải ủ cẩn thận và trước khi mang ra đi ươm mầm. Và thứ ba nữa là vấn đề khi mà chuyển từ cây mầm sang ra ngoài bầu trồng ngoài nhà, từ nhà ươm ra nhà kính thì quá trình là khi cây phải đạt được 2 đến 3 lá thì mình mới chuyển ra. Và tiếp theo nữa là một rất là quan trọng, đó là mình phải chuẩn bị giá thể. Thì cái giá thể để trồng dưa lưới là chỉ là sơ dừa khoảng 60-65%. Thứ hai là các phân bò được ủ hoai mục và tất cả cái sơ dừa cũng như là phân bò đã được xử lý qua để chống các cái nấm bệnh, các dịch bệnh và trước khi ấy ta mới đưa vào trồng. Và một cái điều nữa là rất quan trọng nữa, đó là vấn đề về kiểm soát về cái dinh dưỡng trong quá trình trồng cây, trồng cây dưa. Và tiếp theo nữa là nguồn nước phải luôn luôn đảm bảo và nguồn nước phải được xử lý. Thì tiếp theo là phải thường xuyên kiểm tra về độ pH cũng như là các cái nồng độ dinh dưỡng trong nguồn nước để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Như anh có vừa chia sẻ thì tất cả các công đoạn đều được giám sát một cách rất là chặt chẽ bằng những cái giải pháp thông minh. Vậy thì những cái giải pháp công nghệ thông minh mà sử dụng hỗ trợ trong cái quá trình trồng dưa ở trang trại của mình là như thế nào ạ? Các cái giải pháp thông minh như bây giờ bên trang trại là cũng có lắp đặt các cái hệ thống cảm biến về nhiệt độ, thời tiết cũng như là cảm biến về các loại sâu bệnh. Thứ hai nữa là có các cái thiết bị là tự động, thứ nhất là tưới, các hệ thống tưới nhỏ giọt mà kiểm soát về thời gian, có các cái thiết bị kiểm tra về các cái nồng độ dinh dưỡng, kiểm tra về lượng nước, các cái thiết bị kiểm tra về dịch bệnh sâu bệnh. Đấy thì có đầy đủ các thiết bị. Vậy thì thông qua những cái chỉ số từ cái việc giám sát kiểm tra như vậy thì nó sẽ có cái tác dụng như thế nào anh? Thông qua các cái việc giám sát kiểm tra đấy thì mình giám sát được các cái quy trình phát triển của, đảm bảo được các cái quy trình phát triển của cây dưa từ lúc mà gieo mầm đến lúc mà thu hoạch. Thứ hai nữa là mình kiểm soát được các cái dịch bệnh. Thứ ba nữa là mình kiểm soát được các cái nguồn nước và dinh dưỡng để đảm bảo cho sự phát triển của cây dưa. Thứ tư nữa là mình cũng tiết kiệm được các cái nhân công trong quá trình sản xuất. Đấy, đem lại là cái sản phẩm nó đảm bảo chất lượng nhất. Thời gian từ lúc trồng cho đến khi thu hoạch một lứa dưa là kéo dài trong bao lâu và hiện nay thì sản lượng sau cũng một vụ thu hoạch như thế nào ạ? Cái thời gian thu hoạch của cây dưa thì nó dao động từ 75 đến 80 ngày. Và cái sản lượng cứ trung bình thì là cứ một gốc thì nó một quả dưa nó trồng trung bình thì nó khoảng từ 1,5 đến 1,8 kg đứng tiêu chuẩn thì một vụ nó khoảng tầm được khoảng 4 đến 50 tấn. Vâng, sau mỗi một vụ thu hoạch như vậy thì dưa được tiêu thụ ở những thị trường nào và với giá thành ra sao ạ? Cái sản phẩm dưa lưới Taki thì khi đến với người tiêu dùng thì giá thành phẩm của nó khoảng tầm từ 70 đến 80 nghìn một kg. Các cái sản phẩm sau khi thu hoạch thì là được cung cấp vào các hệ thống siêu thị trong tỉnh này, các hệ thống các cái cửa hàng thực phẩm sạch
cũng như các hệ thống các nhà hàng lớn ở khu vực trong tỉnh. Thưa anh, một trong những cái vấn đề được bà con nông dân rất là quan tâm cũng như là người tiêu dùng quan tâm đấy là làm thế nào để tìm mua được những cái sản phẩm an toàn và chất lượng. Vậy thì với những cái sản phẩm dưa của mình áp dụng cái tiêu chuẩn này như thế nào và triển khai cho các công nhân cán bộ kỹ thuật ra sao để quy trình chăm sóc cũng như là tạo ra được những cái sản phẩm chất lượng đưa ra ngoài thị trường cung cấp cho người tiêu dùng ạ? Để đảm bảo được cái chất lượng đem ra ngoài thị trường thì là về cái quy chuẩn trình sản xuất nó phải đảm bảo từ cái khâu từ gieo hạt cũng như chuẩn bị cả từ khâu chuẩn bị giá thể gieo hạt đến như quá trình chăm sóc và đến quá trình thu hoạch bảo quản thì tất cả là đảm bảo về các yêu cầu về nhất vệ sinh an toàn thực phẩm, thứ hai nữa là các cái không còn tồn tại các cái dư lượng các cái thuốc trừ sâu hóa chất và không sử dụng các cái hóa chất bảo quản thì sẽ đem lại cái thực phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng. Hiện nay với những cái sản phẩm dưa lưới như thế này thì mình có cái sự chuyển giao công nghệ hoặc là chuyển giao cho bà con nông dân để đưa vào trồng rộng rãi hơn không ạ? Hiện tại thì Quyên Farm cũng đang nhân rộng các cái mô hình sản xuất và chuyển giao cho các bà con nông dân. Mình ứng dụng những cái kỹ thuật, cái cơ sở các khoa học kỹ thuật cũng như là các cái quy trình để chuyển giao các bà con nông dân để nhất là mở rộng cái nguồn nguồn sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Thứ hai nữa tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Thứ ba nữa là góp phần là mang lại được các cái sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, cho người dân. Mỗi năm sản xuất trong nhà lưới, Sutaki trồng được 4 vụ, tổng sản lượng có thể đạt 260 tấn 10 ha. Làm dưa lưới công nghệ cao tuy có nhiều khó khăn bước đầu vì chi phí đầu tư hệ thống không nhỏ, nhưng áp dụng theo quy trình sản xuất an toàn nên tuy mới xuất hiện không lâu, nhưng dưa lưới của trang trại được rất nhiều người tin dùng vì chất lượng ăn ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa, yêu cầu kỹ thuật canh tác dưa lưới cao nên người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về việc an toàn khi sử dụng.